Ok, và xin tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường trợ lý mùa 5.5 nhé anh em. Rồi, ở khởi đầu khi mà chúng ta đã có được cái Mifoton khá là sớm thì hiện tại là mình đã kẹp thêm Vayne để có thể kích hoạt được hai suy vong rồi. Thì nếu như mà chúng ta có suy vong ở đầu game thì hãy làm tất cả mọi thứ để có thể chiến thắng, để có thể tích được cái stack từ chuỗi thắng anh em. Nó khá là giống với chiến tướng trước đây, càng thắng càng mạnh. Cố lên nào. Uầy, đam đông một phát 330 luôn. Ảo thật anh ngu đi ạ. Win luôn rồi. Để xem nào. Ui, chắc là mình sẽ chọn một cái gậy khóa khổ của cái phiên đi chợ lần này. À không, vũ trang. Mình sẽ up cấp. Hay Karim vào đây thì chúng ta cũng mới chỉ có được 3 suy vong thôi. Mình nghĩ là cho set vào để có thể kích hoạt được hai đầu sĩ thì đội hình sẽ ổn hơn. Và bây giờ thì theo anh em là chúng ta nên lắp một cái Sojin với cả một cái cuồng đao không? Như thế thì con Mifoton của chúng ta sẽ được sử dụng skill khá là nhiều. Nên là một cái quyền trượng thiên sứ với cả một cái diệt khổng lồ. Hai trang bị này thì mình nghĩ là cũng khá ổn áp đấy, trang bị nào cũng mạnh cả. Nhưng chắc là mình sẽ chưa lắp vội đâu, tại vì bây giờ cũng chưa chắc để có thể chơi Mifoton. Ai đây nào? Đó chính là Monkey CB. Ôi giời ơi, đội hình khá là tiểu học. Toàn một sao này. Ông này đã cấp 3 nữa cho nên là dễ dàng có thể đánh bại thôi. Nhưng mà ông này lại có 10 tiền. Giàu đấy. Mình thì bây giờ lại đánh theo thích theo chuỗi thắng cơ. Chuỗi thắng đánh cảm giác nó phiêu lắm anh em. Kiểu tự tin, khoe cá tính. Chứ chuỗi thua mẹ rất là nguy hiểm. Bàn máu lấy được trang bị xịn rồi nhưng mà chưa chắc đã comeback được. Ui, 7 tiền. Thế anh em là mình có nên bán con này đi. Đây, cung cấp luôn. Cho UD vào thì siêu mạnh rồi. 2.3 mà đã úp cấp 5. Cho Hecarim vào thì mình nghĩ nó mạnh hơn con Vayne đấy. Bây giờ thì 20 tiền để có thể lên cấp 6. Hơi khó. Nhưng mà đổi lại thì bây giờ chúng ta có chuỗi thắng thì tích tiền rất nhanh luôn anh em nhá. Thế cả thắng thì chúng ta sẽ có thêm một vàng nữa. Cho nên là sẽ sớm lấy lại những gì đã mất thôi. Ui dồi ôi, hôm nay thì lại chơi thiên thần sao? Bố thiên thần rồi cũng có 10 tiền luôn. Căng nhở, hôm nay có nhiều thiên thần phết. Nhưng mà chưa có bất kỳ một con 2 sao nào cả. Vẫn là đội hình tí hòn. Cái đội hình của mình ấy, trung học cơ sở thì dễ dàng bắt nạt đội hình tiểu học ấy thôi. Ok, 3 trận thắng liên tục. Thì xem đi chợ lượm được cái gì. Ui, có 3 ông 100 máu luôn. Mình với cả ông Zino 1 với cả ông S King. Xem nào. Để xem vào 3 ông 100 máu ông nào sẽ được ra đầu tiên nhá. Còn mấy ông kia thì khỏi nói. Cho tôi ra đầu tiên đi. Cho tôi lấy cái gì đây. Nước mắt anh em nhỉ. Lượm nhẹ cái nước mắt. Có gì lắp cái quyền trượng với cả số gì luôn. Hay là chơi 3 quyền trượng nhỉ. Nhưng mà mình đang cần một kiểu như là đợi vòng 3.6 ấy. Đợi một cái kho vũ trang xịn xó xem sao. Ui có cả threat ở đây nữa. Bây giờ là chúng ta có thể cho 4 suy vong vào được. Mình sẽ lắp luôn một cái quyền trượng thiên thần. Bán cho Mifoton. Sojin thì mình nghĩ từ từ. Trận này để xem là có gãy nữa hay không. Lắp càng nhiều quyền trượng thì càng mạnh nhá. Bán sẽ ấy đi thì chúng ta sẽ có được 10 vàng. Giờ thì bắt đầu tiết tiền lại. Mà thiên nhiên Gragas 2 sao đi có vẻ đội hình hơi yếu đấy. Mà để xem là 4 suy vong khác biệt gì so với 2 suy vong. Rồi, ui dồi ôi, cái gì đây? Final Irelia 2, chiến binh vệ binh. Kiểu này thì ông chơi về dế được rồi đấy. Cố lên anh em ơi, phải đấm ông Irelia này sớm đi. Hay quá. Nhưng vẫn thua à? Mifoton, mưa đạn nào. Không pentakill được rồi. Không chết luôn Udi với cả Nidalee đi. À, Olaf. Vậy ạ. Đau thế, đam máu của mình. Tiếp tục là một Mifoton. Chẳng hạn Mifoton khá độ. Khi mà đánh quái cái phiên đầu tiên thì mình đã ra được Mifoton rồi. Chứng tỏ là trận này nó có một cái
điểm báo gì đấy với anh Midforton này. Đấy, thì trận này cứ chơi Midforton thôi đúng không anh em? Được đà thì lần tới thôi. Với cả suy vong thì có càng sớm này thì rất mạnh về cuối. Thế tự dưng mất đánh thua một trận, bây giờ mất chuỗi thắng rồi, cay. Đây gặp ông Zil, ông này cũng tận dụng khá nhiều trang bị rồi, đội hình thì đã có cho mình được 3 vệ binh, 3 quân đoàn. Lợi hại thế nhở? Midforton mưa đạn khá đẹp nhưng không vào dùng trung tâm, thế là bị thua tiếp. Twin của mình tưởng mạnh này lại có mấy ông này mạnh hơn nữa. Tại sao ông xếp cho ông Zil với cả ông Bisking này gặp nhau đi? Toàn cho mình gặp hai ông top 1 này, chết rồi. Threat 2, ngon. Con Threat này nhiều khi nó cứu thua những cái pha mà không thể nào mà tưởng tượng được đâu. Kiểu kéo không chế mấy con như là Velcot. Đấy, Karma, Aphelios. Đấy, khống chế rất là lực nha. Cho nên là mình hay xếp con Threat này ở hàng thứ 2, đỡ bị sốc đam sớm. Nhân tiện đây thì anh em nào mà đang xem thì hãy nhớ kéo xuống ấn like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình. Nếu như mà anh em nào mà có yêu thích bất kỳ một đội hình gì thì hãy nhớ comment ngay để mình có thể chơi cho anh em xem nhá. Có vàng nữa không? Đây rồi. Giờ thì ra khá nhiều nước mắt. Ok đấy, nhiều nước mắt cũng được. Chơi Midforton thì càng nhiều nước mắt thì càng ngon. Tại vì chúng ta sẽ cần có khả năng spam Q. Sojin bột xanh cũng khá hợp lý. Hecarim ra khá là nhiều set nhưng không thấy Acel với cả ấy đâu cả. Cho nên mình sẽ quyết định bán hết mấy thanh niên long tộc này đi. Đây, chơi mỗi suy vong thuần thôi. Đội hình phút suy vong. Kiểu như có thanh niên Rail hay là ở Nautilus cho vào kích hoạt tạm hiệp sĩ, kỵ sĩ các kiểu cũng ok đấy. Bây giờ thì chưa. Cấp 5 thì mình nghĩ là rất khó để có thể ra được. Hotboy. Hotboy 98. Đội hình khả năng là chơi Varus hoặc là Kele rồi. Rất nguy hiểm với đội hình thiên thần này. Mày anh em thấy Threat, hai con Threat là đằng khác. Quá lợi hại. Chiến lắm anh em ơi. Nice, xin nhẹ 10 máu. Tôi chỉ bắt đạt được mấy ông này thôi chứ ông top 1 top 2 thì kìa. Mạnh quá. Giờ thì đội hình chúng ta vẫn chưa là đối thủ của mấy ông top 1 top 2 đấy. Sớm muộn gì thì chúng ta cũng đánh bại được thôi. Chuẩn bị lên Midforton 2 đây. Nào, Midforton 2 xem nào. Boom, không có à, toàn cái gì đâu. 20% ra mấy cái con 3 tiền mà chả thấy đâu. Toàn ra nu nu các kiểu gì đâu không. Theo anh em thì với những lựa trang bị này thì mình dồn cho con nào là mạnh server bây giờ? Khả năng là chỉ có thể chơi Midforton thôi nhỉ. Midforton bây giờ là sự lựa chọn hợp lý nhất. Với cả bây giờ chúng ta lại có hai con sẵn ở đây rồi. Nhưng mà hai ông kia mày vẫn chưa ông nào gọi là chịu thua à? Chưa ông nào bị đánh bại à? Cho anh em tôi à? Ui dồi ôi, lại long tộc rồi. Monkey CB. 3 long tộc, 2 đồ sĩ và một con Chitana 2. Rồi ơi. Cố lên nào anh em. Hay quá, khả năng là vẫn ăn được nhưng mà Threat chỉ cần kéo một phát nữa thôi. Kéo. Nice. 45 tiền rồi, giờ tích lên 50 tiền rồi. Up cấp nha anh em nhá. Khi mà mình hay chơi Midforton thì hay roll ở cấp độ 7 hoặc là cấp độ 8. Đấy. Như thế thì mình sẽ đội hình sẽ khá hoàn chỉnh, kiểu như là có được nếu như mà có được Virgo sớm thì chúng ta sẽ có được 6 suy vong. Còn không thì mình sẽ chơi kiểu như kẹp thêm thiết giáp hiệp sĩ cho đội hình nó trâu ấy. Ai đây? Ủa set 2 luôn à? Cụ nô. Ây à, cũng chơi long tộc, đấu sĩ. Và hai loại trang bị này cùng down với cả kiếm súng hashtag. Anh này tính chơi con nào đấy không biết. Chứ thấy Vladimir thì có vẻ không ổn lắm nha. Vladimir chắc là nhân vật cầm hộ đồ thôi. Không cho nó hút máu. Hay quá anh em ơi. Nhờ cái con Midforton ngăn cản đang phục máu thì Vayne bắn theo phần trăm máu nữa.
thì nó gọi là combo hợp lý, không cho Vladimir để trứng luôn, quá tuyệt vời. Ở phiên đi chợ lần này thì có duy nhất một cái gậy mà thôi, mất luôn rồi. Vậy thì Sam có thể chơi ba quyền trượng bây giờ. Vậy thì mình sẽ lấy cái gì đây ta? Nước mắt thì cũng đã bị lấy luôn rồi, mình sẽ lấy một cái giáp đây. Suy vong lại chơi Dragon tiếp à? Dragon anh em chắc là mẹ chán lắm rồi nhở. Nhiều anh em than mình là suốt ngày Dragon thôi. Em công nhận là nó vẫn mạnh thật. Đây, giáp thiên thần Zira, cho này vào đây đi. Giải tạo, cho này vào đây đi. Giáp thiên thần cho Nunu. Dần dần tay nó cứng cứng một chút. Dragon vẫn biến thái lắm anh em. Chất suy vong mà dồn trang bị cho Dragon thì nó quăng dựa thì ôi rồi ôi luôn, không ngăn bốn con thằng nào đâu. Ai đây? Ui ông này nhiều đồ đấy, chưa lắp bất kỳ một cái gì cả. Nếu như mình lâu nay thì khả năng thì mình sẽ lắp một cái huyết kiếm, hoặc một cái cùng cung, vuốt rồng, cuồng đao. Đấy, rất nhiều sự lựa chọn có thể lắp đồ. Nhưng ta vẫn khá là kiên định chưa lắp cái gì cả. Mạnh đấy, không cần lắp đồ nhưng vẫn thắng được mình đây này. Mà lắp đồ nữa thì đấm mình chắc là cũng không thấy mặt mũi đâu luôn. Quá lợi hại. Cấp 6 50 tiền, máu còn nhiều hơn cầm mình nữa. Hôm nay chứng tỏ khá rành đây. Rồi, khoa vũ trang. Ui không có cái quyền trượng xịn anh em ơi, quyền trượng Uref. Vậy thì chắc là mình sẽ lấy một cái vệ thần thạch giáp này thì mình sẽ lắp tạm cho Nunu. Chán nhở, không có quyền trượng Uref gì đấy, bán luôn đi để mình có thể lấy cái này cho Hecarim cho trâu. Cay vậy, kiểu mình muốn chơi cái gì thì nó không ra đâu. Trận này thì mình đang muốn chơi ba quyền trượng xịn cho Mifflin nhưng mà không ra rồi. Vậy thì chắc là mình sẽ phải xoay theo cái đội hình khác thôi. Hôm nay thì có tụ bão dây ké xịn. Bên này thì đã lắp một cái giáp lửa rồi. Ui rồi, đội hình hôm nay cũng ra gì vào này nọ. Nhưng mà đừng có cạnh tranh bài Mifflin với tôi nha. Ui rồi ôi, khả năng là mình vẫn ăn được thôi. Nice. Ông này mới cấp độ 5 đang roll cái gì đây không biết. Vẫn chưa thấy Mifflin 2 lâu cả, để xem mình đang để xem là nó có tự ra hay không ấy. Bọn này chắc là phải sử dụng bằng hành động rồi anh em ạ. Sử dụng bằng ngân lượng rồi. Úp cấp 7. 1% ra những vị tướng 5 tiền. Ra cho mình anh Viego thì đẹp trai biết bao nhiêu. Má là bẫy sói sẽ ra cho mình thêm hai cái gậy nữa đi. Gậy đâu, gậy đâu. Vậy không có đồ thế này. Hay rồi, không lấy đồ. Không đồ, em không lấy đồ luôn. Buồn thế, không có bất kỳ một trang bị nào cả. Hay là mình có hơi nhiều trang bị rồi ta. Còn duy nhất 3 tiền này. Đen. Đen rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta có một cái búa rèn ma thuật. Chút nữa còn Hensu may rủi. Thử xem là còn ra gậy hay không. Mong là ra gậy. Nghe được. Với cả bây giờ chúng ta còn kho vũ trang bằng 1.2 nữa. Xem là có cái gì. Ai đây? Đó chính là boy chấm hết. Ấy chà chà, khả năng cao là chơi veo cót rồi. Mình sẽ lắp luôn một cái bút xanh đây cho nó sớm sai skill. Ủa, nhưng vẫn không ăn thua. Vậy thì khỏi chơi ba quyền trượng nữa. À, đang bị thua sấp mặt đây anh em này, này. Khổ lắm rồi đấy. Đến lúc đường cùng thì tôi mới lắp cái cột xanh này. Hôm nay cũng lắp đồ luôn. Hôm nay là có thìa vàng lại thiên thần nhân tạo nữa thì mệt lắm rồi đấy. Giáp lưới và cung gỗ. Chắc là mình sẽ lấy một cái sắp lưới đi. Một cái quyển trượng khổng lồ cho anh Hecarim, Vayne và Dragon.
Bây giờ thì chúng ta sẽ có được 5 suy vong. Galio này thì chúng ta sẽ có được 2 hiệp sĩ. Có Zack, Yasuo, Irelia, vệ binh, chiến binh quân đoàn. Thôi tạm thời cái chương này đi. Bây giờ mình đang chơi tận 2 con Midfurton. Vẫn còn thiếu anh Virgo. Mình vẫn chưa thấy Virgo ở đâu cả. Ai đây nào? Ôi rồi. Đó chính là top 1 luôn. Hôm nay thì đã có được Lucian với cả Kama rồi. Ui lắp hết đồ luôn rồi đây. Mình thì vẫn chưa thấy Midfurton 2. Ây à, thằng Pai nó choáng hơi khó chịu đấy. To lên anh ơi, trâu lên anh ơi. Hay quá. Đánh bại top 1 cho anh em xem luôn. Tiếp tục là một Draven. Trận này tôi không muốn chơi Draven nữa đâu rồi nha. Mà nó có ép chơi này thôi anh em. Cấp 7 dồn ra 2 con rồi. Trận này mình không muốn chơi Draven đâu. Draven nó độ quá đây này. Nhiều khi là vừa đánh quái vòng mấy xong là ra hai con Draven rồi. Tôi cũng chả biết như nào. Một trận này thì chắc là chơi Midfurton đi. Xem Midfurton có trang bị thứ ba là trang bị xịn sò gì hay không. Rồi luôn. Hôm nay thì đã có được Virgo đội hình thay ma kết hợp với ma pháp sư thuật sĩ. Quá lợi hại. Bên này thì Thresh của chúng ta kéo rất chuẩn. Mưa đạn siêu đau luôn này. Nhưng vẫn không thể nào mà đánh bại được thanh niên Velcot này. Ông này thì cũng sắp đi rồi. Chỉ còn có 3 máu. À không, ông này 6 máu. Ông Hotboy kia thì còn 3 máu. Không hiểu mấy ông chơi kiểu gì. Ây à, có tia vàng này. Ngon. Có cả Virgo nữa. Mình lấy được cái gì? Hay à, lại lấy được thiếp Midfurton luôn à? Xin luôn. Chạy nhanh còn kịp. Rồi, xong rồi. Mình sợ lấy thiệp về mà chút nữa đánh quái nó không ra đồ nữa thì lại bị úng luôn. Thế là khổ lắm anh em ạ. Trận này mình sẽ chơi bất kỳ cái gì để có thể lắp được cái trang bị nhân tạo cho Midfurton. Cho nó mới anh em ạ. Lucian, pháo thủ. Sắc chiến binh. Rồi mất công bắt Lucian với ông kia lại kêu ca. Bây giờ tuy là chúng ta có thể bắt Lucian để có thể thêm được hai pháo thủ đấy, nhưng thôi cho Draven chơi cho nó chuyện. Ai đây nào? Ôi giời ơi, tổ cụ nô. Người game này thì chơi Aphelios. À hình như là trang bị của Vladimir, chưa biết lắp cho ai nên vẫn chưa thay được. Mới tắt toàn đồ công rồi. Chưa thấy đồ thủ đâu. Có mỗi cái vứt rồng thôi. Một dựa. Hai dựa. Hai con Draven mỗi con một dựa là bay màu. Thế là bốn dựa chưa? Headlight này mới đúng anh em. Heimerdinger. Ui. Lại long tộc à? Trước thì anh em bảo suốt ngày long tộc. Bây giờ thì anh em lại suốt ngày Draven. Vay nè. Threat. À vậy trận này ghét mặt bắn hết đồ Draven đi bây giờ. Mà level 7 Rona Hammer thì cũng hên lắm đấy anh em. Nhưng mà tuy là mình không chơi long tộc thì mới zone ra được thôi. Mà một khi mà chơi long tộc ấy thì zone rất khó. Boy chấm hết. Ui sồi ôi cây le. Hóa ra là con cây le. Nhưng mà kiếm súng xịn này thì nó hồi máu cho đồng minh. Cho nên là cũng không phù hợp lắm cho Kale lắm anh em. Ui nhưng mà Syndra ném mẹ khó chịu quá ta. Ném hoài luôn. Vẫn ném kìa. Bố láo thật chứ. Thu luôn rồi. Để Kale thăng hoa thì coi như là tắt điện hết. Hecarim, Lucian rất nhiều. Mình thì đang có dự tính là nuôi Thresh 3.
hay Karimba, Nautilus này, đây, hay Karim này. Đồn cứ từ từ thôi, không vì gì phải all in đâu anh em. Mình thì mình hãy chơi chiến thuật slow roll như này để có thể tìm tướng 3 sao, là tìm kiếm Photon 3, hay Karim 3, Threat 3, kiểu thế. Còn nếu như mà xác định chơi ấy thì mình sẽ, đây, mình sẽ sử dụng cái này đã. Ôi, một cái giáp, ngon. Chứ Mi Photon sát thủ là lủng đấy, mình sẽ chơi Mi Photon kỵ sĩ xem sao. Đây, cho Nautilus vào, chút nữa kẹp thêm Rail là ổn định nhá. Rắc vào đây thì chúng ta sẽ có thêm thiết giáp. Lên cấp độ 8 thì chúng ta sẽ có thêm được Rail, thì sẽ có được kỵ sĩ với cả thiết giáp luôn. Rồi như này là quá chuẩn rồi. Cũng may là cái búa gem ma thuật ra cho mình cái rắc lưới đấy, chứ không là Mi Photon sát thủ thì hơi lủng. Kỵ sĩ này thì nó trâu, còn sát thủ mất công nó bay vào mặt team địch nữa thì khóc thét. Ok, nhà đã ăn. Ui giời ơi, không thốn là bao, nhưng mà thả đạn liên tục mà anh em. Bắn vài phát thôi là thả đạn tiếp, mưa đạn, cho nên là rất thốn nha. Trận này thì chắc mình sẽ roll Mi Photon 3 ở cấp 8 thì tỷ lệ nó lên 40% cũng ổn định đấy. Mình thích roll cấp 7 hơn nhưng mà trả ra. À, lại có thêm ấn nữa này. Ấn suy vong, ấn hiệp sĩ, ấn cung thủ. Chắc là mình sẽ lựa chọn một ấn suy vong đi nhở. Ấn hiệp sĩ, ấn suy vong đi cho nó nhiều suy vong. Thêm một ấn suy vong nữa chúng ta sẽ có được 8 suy vong. Cái này thì chắc mình sẽ chơi rắc suy vong hay là ấy suy vong. Rắc suy vong đi, nó nhiều đam. 6 suy vong rồi, stack được 70 sức mạnh phép thuật. Còn con heo Shizuani này thì mình sẽ để dành để chút nữa lên cấp 7 và cái 8 cho vào, nếu như mà chưa, tạm thời chưa có rail. Mình quá khỏe rồi. Bên này thì Lucian cung xanh. Ui, con rail tên bạn khá trâu. Hôm nay thì lại có thêm một cái thiết giáp nhân tạo nữa, Irelia thiết giáp. Nhìn kinh thế nhở. Nhưng mà Mi Photon của chúng ta lại có được cái lượng sát thương sức mạnh phép thuật, cho nên thiết giáp cũng không phải là đối thủ đâu. Nhưng mà Lucian mới là đối thủ, nó có cung xanh ạ. Rồi xong rồi, đau rồi đấy. Hơi mệt rồi anh em ơi. Chúng ta chỉ còn có 30 máu thôi, cách xa với vị trí top 1 73 máu. Xem nào, có gì không. Xúc sắc ma thuật, roll xem nào. Cho này vào đây, Mi Photon, Axan, Zac à, Garen. Cho này vào đây, Garen vào. Ui, Zac 2. Không thấy con Mi Photon nào nữa, cũng không thấy Rail đâu cả. Này, lủng ơi, lại gặp top 1 nữa. Ui sổi ôi, Zac 2. Ông này như đang tính nuôi rắc 3 sao đây thì phải. Đội hình chiến binh. Cái ông này là hồi nãy là chưa lắp một trang bị nào, bây giờ là lắp toàn những trang bị chuẩn cho rắc không này. Quá lợi hại. Rồi xong rồi, Mi Photon chúng ta bị tiếp cận, bị gõ u đầu rồi. Quả này không ổn rồi anh em ơi. Chúng ta cần phải có được Mi Photon 3 thì mới thể hiện được sức mạnh của họ suy vong. Hey, Karim. Hey, Karim rất trâu, nhưng mà cũng rất tiếc thôi. Đi chợ nào. Ui dồi ôi, pháo thủ thiết giáp suy vong nhân tạo. Đấy, lấy suy vong thì chúng ta có thể chơi được 8 suy vong nè. Chơi liều đây. Còn lấy thiết giáp thì chúng ta có thể chơi thêm một thiết giáp nữa, 4 thiết giáp. Nhưng mình thích 8 suy vong hơn, nhìn hệ 7 sắc của vòng thì đẹp hơn đúng không anh em. Có cả kỵ sĩ kìa, rất là nhiều ấn nhân tạo luôn. Thả con này đi. Trời ơi, nâu thì đã suy vào. Tiếp tục là một rắc nữa, Draven 2. Ủa, không có bất kỳ một con rail nào cả. Toàn là rắc cái này. Đen thế.
Vậy thì phải chơi hai con Thresh rồi. Không ra một con Mifflin, không ra một con Rail nào. Có Rail là chúng ta có thêm thiết giáp với cả kỵ sĩ thì siêu trâu bò luôn. Bên này thì Kama quân đoàn. Đây đúng là xịt như cái máy đây. Xịt như Kama luôn. Ui giời ơi. Cũng may là nó bị kéo ở đây, không nó trưởng cho thì khóc. Ui lại thua tiếp à. Extreme. Nhưng mà sát thương chuẩn của Yasuo vẫn làm một cái điều gì đấy quá khủng khiếp. Ba con Mifflin. Vãi rồi. Lại có cả Rell nữa. Đây là mình free roll vào con Hecarim ấy nha, chứ không phải là free roll vào con Mifflin. Ảo thật chứ. Đây, một con nữa xem nào. Chỉ cần duy nhất một con Mifflin nữa thôi, chúng ta sẽ có được Mifflin 3. Boom, không ra rồi. Ba kỵ sĩ, 8 suy vong, 2 thiết giáp, 2 hiệp sĩ. Mình gần như là mắc binh rồi. Thiếu Mifflin 3 thôi. Rồi xong, cả ông này bị như là đang gần như là mạnh nhất. Kele à? Bắt thằng Kele à? Hay quá. Mifflin xả đạn vào thằng Vel'Koz. Rồi. Mà giống kiểu như suy vong, 8 suy vong phát là mạnh. Ảo thật. Cái bạn vừa mới xuất chiêu phát là bay máu hết rồi. Được nhờ. Chúng ta còn 6 máu thôi. Cây xa với những đối thủ còn lại rất nhiều. Toàn gấp 5 lần máu của mình không ạ? Hoặc ông thì gấp tận 10 lần. Một cái găng bảo thạch sao chả cho con nào được. Nhưng bây giờ mình chỉ cần thanh niên Mifflin thôi. 8 thiên thần, 6 quân đoàn, 5 thần sứ. Úi dồi ôi, cái gì đây? Hôm nay mình lên cấp 9 là cho 6 thần sứ nữa vào thì không biết như nào. Mình thì 8 suy vong, 3 kỵ sĩ. Nico. Không có Nico rồi. Xem chút tiền nhỏ nhỏ này có lên được Mifflin 3 hay không đây. Hecarim. Zack. Đây rồi, may quá. Này thì chắc mình sẽ lắp cho thanh niên Hecarim đi cho nhiều đam. Có cả Viego này anh em. Viego 2 nữa là mắc binh rồi. Giờ chắc chỉ chơi cấp 8 thôi. Cấp 9 chắc là cũng không mộng hão huyền nữa đâu. Mà cấp 9 cho thêm một thanh niên kỵ sĩ nữa vào thì cứ khỏe ạ. Hoặc là cho thêm thiết giáp vào cũng ghê này. Đây rồi, gặp ngay vị trí top 1 cũng chơi bàn hàng thiết giáp của chúng ta luôn. Kennen thiết giáp, quỷ thư, chén sức mạnh. Bên này thì rác đồ sách giáo khoa. Mifflin 3.000 down chưa bao nhiêu đâu. 3.000 down chưa bao nhiêu đâu anh em. Một cái mưa đạn 3.000 down chưa bao nhiêu. Một phát bay màu luôn. Sợ chưa, sợ chưa. Chúng ta lại có một cái Sojin ở trong tĩnh lặng cùng cung. Chắc là mình sẽ lấy một cái Draven. Chắc là thôi, khỏi trang bị cho Draven nữa nhở. Xem nào. Nhìn qua thì mấy ông cũng có sai kỹ năng, cho nên mình sẽ chọn một cái áo trong tĩnh lặng đi. Làm con này đi. Giờ tích tiền lên cấp 9 nhá anh em nhá. Ui giời ơi, 4 thiết giáp. Ui ông này cần chuẩn bị Kama 3 rồi. Má Kama 3 thì tốt nhất là anh em nên ấn cái nút đầu hàng thôi, tắt máy và đi ngủ thôi. Chứ Kama phiên bản mẹ quân đoàn thì kia thì nó trưởng cho không biết mẹ như nào luôn. Bây giờ mình chưa gặp. Đây ông này đây. Đừng có lên Kama 3 nha bro. Phải mấy chiếu thanh niên này cái. Hút 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 hút. Mày quá, hút được rồi. Ui giời, kéo vắt bay màu luôn. Hay quá. Bảo cho ông này đi sớm thôi anh em. Hôm nay em mà lên được một con Gamma nữa thì tốt nhất là anh em nên đầu hàng cho nó nhanh. 4 thiết giáp và 6 chiến binh cũng rất khỏe. Bên này thì Kayle 2, 9 thiết thần. À luôn đấy. Toàn đội hình biến thái. Axan 34, 17, 8 và 6. Lượng tiền còn rất ít để có thể lên được cấp độ 9. Hôm nay thì cũng có Viego 2 rồi. 9 thiên thần. Hình như là kẹp thêm bí ẩn vào rồi thì phải. Kama 3.
Hay lắm. Hay lắm. À, không kìa, có cái ấy nữa. Hát tung được ai đây? Ui sời, may quá hát tung được cây le. Ui tung cây le không được. À mày chiếu, mày chiếu được veo cót. Mình cứ tưởng nhầm là hát tung. Ui dồi ôi, cố lên nào. Mày quá, hút được cây le rồi. Hút được thanh niên veo cót rồi. Ông này đi luôn. 8 suy vong, đấm được 9 điện thần. Bên này thì Karma quân đoàn auto win chặt luôn rồi. Đây 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 đây, cái mà mình mong chờ đây rồi. Cái phong kiếm đây rồi. Đây là cái máy chiếu. Hôm nay lấy gì đây? Ừ. Rồi xong, chắc là Karma của ông không bị bay lên trời đâu ha. Tôi sẽ chơi cái chiến thuật, đó chính là lắp cái phong kiếm sau, cho nên không chạy vào đâu được. Đốt liều thôi. Giống như gần hết máu rồi cho nên không lên được cấp 9 đâu anh em. Hay Karim. Quỷ vương à, 6 máu mà vẫn còn cho mua Timo. Lửa dã man. Mua phát là cút luôn đấy anh em. Đây 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 đây. Tặng cho thanh niên này một cái điều bí mật mới được. Có gặp không nhờ? À đây rồi. Vừa may chiếu vừa phong kiếm. Như này mà không ăn được nữa thì tốt nhất là chúng ta nên nghỉ thôi. Mong mày nhỏ dã man. Hút 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 hút. Mày quá hút được rồi. Đi 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 đi. Nice. Bên này thì 4 thiết giáp và 6 chiến binh cũng rất khỏe. Ôi rồi ôi, một máu. Chứng tỏ là Mifflin kỵ sĩ của chúng ta mạnh không tưởng. Rồi, không lên được Virgo 2. Kỵ sĩ đây. Xem thì này làm cái gì đây? Ủa chết mẹ, có phong kiếm kìa. Mình phải thay đổi vị trí của Mifflin thôi anh em, chứ không là bị hất tung phát là cút luôn đấy. Rồi xong. Bất ngờ chưa, bất ngờ chưa, bất ngờ chưa, lại biết tung được go hai rồi. Hỏng thật chứ. Hai rồi, toang luôn rồi. Mày tính hất tung tôi mà bị tôi lại hất tung Virgo lại. Rồi xong. Đi luôn. Một máu. GG. Anh em đã thấy được sự hại của Mifflin siêu vong và kỵ sĩ chưa? Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Bye bye anh em.